lại nữa rồi. Ngày nào cũng vậy, mình chịu không nổi rồi. Ra ngoài thôi, phải ra ngoài thôi. Nó chào đời rồi kìa. Vậy là chúng ta hết đồ để chơi rồi. Chán quá đi. Sao cái người cũng giống ta, cũng là đồng loại của ta, sao cái người lại coi ta giống như đồ chơi của cái người chứ? Im đi cái đồ mồ côi. Mẹ bọn ta nhận nuôi ngươi là mấy cho ngươi rồi. Bây giờ bọn ta chơi với ngươi chút xíu mà ngươi lại là nè. Cái gì? Tôi mồ côi hả? Tôi không có cha không có mẹ hay sao? Đúng rồi, cha của mày đi theo bồ nhí, còn mẹ của mày tìm cha mày chắc chết ở nơi nào đó rồi. Không, các người đang nói xạo với ta. Ta không tin đâu. Này, mấy con sâu trẻ trâu kia, sao lại ăn hiếp nó chứ? Được rồi, bình tĩnh nào nhóc con. Cha của ngươi đã thật sự bỏ đi. Mẹ của ngươi thì đi tìm chồng, nên đã giao ngươi cho chúng ta nuôi dưỡng. Không, tôi muốn đi tìm họ. Tôi muốn tìm cha mẹ của mình. Tôi không muốn mồ côi đâu. Đồ cái thứ mồ côi mà mày đặt chánh chị. Mẹ ơi, mặc kệ nó đi, cho nó đi bụi luôn đi. Rồi nó đói khát nó bán vé số nó ăn xin, để cho nó biết mùi đau khổ của cuộc đời là như thế nào. Cầm mồm đi, lũ trẻ trâu. Có tin là ta đánh đòn các ngươi không? Này, nhóc con, quay về hang ổ đi, chung sống với bọn ta. Mặc dù bọn ta không phải là ruột thịt với ngươi, nhưng chắc chắn bọn ta sẽ nuôi dưỡng ngươi nên người. Tôi cảm ơn các cô. Nhưng mà tôi muốn tìm cha mẹ của mình hơn. Chào các bạn. Hôm nay tôi là một con sâu tử thần con. Ở trong kén tôi liên tục bị quấy phá, khiến tôi phải ra đời sớm. Khi chào đời, tôi phát hiện được bản thân mình là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ của tôi đã bỏ đi rồi, và họ đã mang tiếng xấu khiến tôi rất ô nhục. Do vậy mà tôi quyết phải đi tìm họ để hỏi ra lý lẽ tại sao lại bỏ rơi tôi. Trên đường di chuyển, tôi nhịn ăn, nhịn khát để đi khắp nơi hỏi thông tin của họ, nhưng chẳng sinh vật nào biết cả. Cứ đi mãi, tôi vô tình rơi vào vùng nguy hiểm. Hả? Cái quái quỷ gì đây? Một con heo mặt địch à? Hôm nay tôi có buổi trưa rồi. Tôi không phải là loài heo. Tôi là loài sâu. Đừng làm hại tôi. Tôi chỉ muốn đi tìm cha mẹ mình thôi. Các người làm gì vậy? Ăn thịt mày chứ làm gì? Mau, chui vào bụng của tao đi. Gì vậy? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, theo phản ứng tự nhiên của tôi liên tục hút không khí vào trong bụng của mình. Lúc này người của tôi phình to, cương cứng, làm cho những cái hàm răng của những con khủng long bạo chúa này không thể cạp vào thịt của tôi. Sau đó thì tôi cũng thải không khí trong người của mình ra, tạo thành áp suất và đẩy tôi lơ lửng trên không. Bay được một hồi, tôi bắt đầu hết không khí trong người và rơi từ từ xuống dưới mặt đất lại. Lúc này tôi rơi trúng một cái xác của một con động vật khác. Hay lắm, cảm ơn ông trời đã cho mình thoát nạn, còn cho mình thức ăn nữa. Tranh thủ ăn thật no rồi tiếp tục lên đường. Wow, tôi lớn lên rồi. Hay quá, vậy thì tôi sẽ dễ dàng tìm được cha mẹ của mình hơn, dễ dàng vượt qua nguy hiểm hơn. Tiến thẳng về phía trước. Lúc này đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc lóc, tiếng rên la của một sinh vật nào đó rất quen thuộc. Đau quá, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi còn phải đi tìm chồng của mình nữa. Là một con sâu tử thần cái. Khốn kiếp, cái lũ người đá lửa đây, các người dám muốn giết hại đồng loại của ta hay sao? Chết đi. Khốn kiếp, hai con sâu tử thần này dám giết đồng loại của ta. Cảm ơn tráng sĩ đã giúp đỡ tôi. Là một con sâu tử thần cái già. Trời đất ơi, sao bà không ở trong bầy đàn của bà? Bà lại lang thang tới đây làm gì? Tôi đi tìm chồng của tôi thì bị lũ quái vật ở đây chặn đường muốn giết. Một
nữa. Tôi không có thể gặp được chồng mình, không có thể nhìn mặt con của tôi rồi. Cái gì? Có phải bà đã gửi con cho đồng loại của bà nuôi dưỡng hay không? Còn cậu chồng của bà có phải là bỏ theo gái? Bây giờ bà đi tìm ông ấy. Ê, sao cậu biết? Bởi vì đứa con mà bà gửi cho đồng loại bà chính là tôi. Tôi là con của bà đây. Con ơi, Mẹ xin lỗi. Mẹ muốn mang con theo đi tìm cha, nhưng nguy hiểm quá nên mẹ đã gửi con ở lại cho đồng loại. Cha con trước đây rất tốt, nhưng không hiểu tại sao ông ấy bỏ đi. Rồi nhiều sinh vật khác đồn đoán là ông ấy cặp bồ nhí, bỏ rơi mẹ con mình. Mẹ muốn tìm ông ấy hỏi cho rõ. Chết tiệt. Được rồi, bà hãy nhanh chóng quay trở lại hang ổ của loài sâu rồng đi. Hãy yên tâm ở đó, tôi sẽ thay mặt bà đi tìm lão ta. Tôi sẽ hỏi lão ta thật rõ. Con ơi, con ơi. Vậy là tôi cũng đã tìm được mẹ của mình. Tuy nhiên tôi thấy bà ấy rất là lị tình và vô cùng đau khổ. Tôi không thể nào kìm được nỗi đau đó. Tôi khuyên mẹ mình quay trở lại hang ổ của loài sâu rồng, để tôi thay bà ấy đi tìm tên cha bội bạc. Đi mãi. Sau đó tôi đột nhiên bị chặn bởi một thứ gì đó rất to lớn, dữ tợn. Lại đi nào. Ta sẽ xé xác hết các ngươi, làm thứ dinh dưỡng để ta càng ngày càng phát triển trở thành trí tôn. Dừng lại. Cái thứ gớm ghiếc to lớn này, tại sao ngươi lại giết sinh vật khác một cách tàn nhẫn đến như thế? Ta mặc dù đang bận công chuyện đi tìm cha, nhưng mà ta vẫn quyết xóa sổ ngươi. Hả? Một con sâu tử thần à? Hay lắm, chắc cơ thể ngươi nhiều thịt lắm đây. Chết đi. Này, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Mình chưa bị ăn thịt à? Hả? Không lẽ Các ngươi cứu ta? Không phải bọn ta, mà chính là ân nhân đã cứu ngươi đó. Trước mặt con ngươi kia kìa, cũng là một loài sâu tử thần, nhưng to lớn hơn ngươi rất nhiều. Đây, bọn ngươi chán sống hay sao mà thấy con ác quỷ xúc tu đó còn đánh đầu vào? Thêm nữa, nó đã xé xác ngươi rồi. Cũng may ta vô tình phát hiện, cứu ngươi kịp thời. Hả? Một con sâu tử thần đực to lớn. Không lẽ ngươi chính là tên đàn ông bội bạc đó? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi có vợ là một con sâu tử thần, rồi ngươi có con, những ngươi lại bỏ đi đúng không? Hả? Tại sao ngươi lại biết chuyện riêng của ta? Khốn kiếp, thì đúng là ngươi rồi. Ta sẽ cho ngươi một bài học. Cái tên bông ơn bội nghĩa kia, ân nhân đã cứu ngươi, bây giờ ngươi lại đối xử với ông ấy như vậy à? Các ngươi biết gì mà nói, im đi. Ta chính là đứa con mà bị hắn bỏ rơi đây. Còn mẹ của ta, tức là vợ của hắn, phải cực khổ đi tìm hắn, mém nữa thì tối mạng rồi. Hả? À, cái gì chứ? Ta xin lỗi. Ông nhân, ông không có lỗi gì đâu. Thì ra ngươi là con của ông ấy. Nhưng ngươi có biết cha con ngươi tuyệt vời như thế nào hay không? Ông ấy đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để theo đuổi, quyết tìm cách giết chết con quái vật quỷ bạch tuộc kia. Thứ ác quỷ đó đang tàn phá cả khu rừng này. Nếu không có cha ngươi ngăn cản thì nó còn lộng hành thêm nữa. Đồng thời cha ngươi đã cứu lấy rất nhiều sinh vật, trong đó có bọn ta và kể cả ngươi nữa đó. Hả? Cái gì? Cha tôi là một người tuyệt vời như vậy hay sao? Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Con trai rất vui được gặp con, nhưng con hãy ở đây nghỉ ngơi đi. Cha phải đi tìm con quái vật bạch tuộc kia, coi nó đang lộng hành tới đâu rồi. Cha ơi. Con xin lỗi. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa. Cũng may ngươi đã nhận ra kịp thời, và hy vọng ân nhân sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm, giải cứu cả khu rừng này. Cấp báo. Ân nhân cho gọi con trai của ngài ấy gấp. Cha của tôi, xảy ra chuyện gì vậy? Trên đường tôi sẽ nói với cậu sao? Nhanh lên đi, tới chỗ cha của cậu ngay lập tức. Tôi cũng đi theo một con đại bàng báo tin, và
Và rồi trên đường nó đã nói, lúc nãy cha tôi đi tuần tra thì đột nhiên bị con quái vật bạch tuộc tấn công bất ngờ. Nó đã làm cha tôi bị thương rất nặng, khiến ông ấy thập tử nhất sinh. Phía trước kìa, cha của cậu đang nằm ở đó. Không, không, cha ơi, cha ơi. Bình tĩnh nào con trai, hãy nghe ta nói. Ta đã tìm được nhược điểm của con quỷ bạch tuộc đó, nằm ở trái tim mặt sau lưng của nó. Con hãy nhanh chóng ăn lấy thịt của ta để có được sức mạnh của tài tần. Ta sở dĩ to lớn như thế này là trước đây ta từng tiếp xúc với năng lượng phóng xạ. Không, nhanh lên. Không, ăn ta đi. Con xin liều mạng đi báo thù cho cha. Con không muốn làm hại cơ thể cha đâu. Con đánh không lại nó đâu. Chỉ có sức mạnh tài tần trong cơ thể của cha mới giúp con to lớn hơn, thì mới có thể giúp được những sinh vật ở đây. Nhanh lên, giải cứu khu rừng này rồi quay về bảo vệ mẹ. Nghe lời cha đi. Khốn kiếp, ác quỷ bạch tuộc, ngươi hãy đợi đây. Tôi kìm hết nước mắt và sự thống khổ vào trong lòng của mình, đành ngậm ngùi ăn lấy cơ thể cha tôi. Và đúng như những gì ông ấy nói, dòng máu của ông ấy chứa năng lượng phóng xạ vô cùng lớn. Khi tôi ăn vào, người của tôi đã bị lây nhiễm hoàn toàn. Sau đó thì tôi trở nên to bự, khổng lồ. Thậm chí tôi có thể phóng ra một hơi thở nguyên tử bằng giá lạnh, xé tan mọi thứ. Được lắm, đến lúc báo thù rồi. Hả? Thử gớm cái khốn kiếp đó đằng kia kìa. Từ nay lũ sinh vật chúng mày không còn ai giúp đỡ nữa. Tao đã giết chết con tai tầm sâu rồng băng đó rồi. Hả? Này, quái quỷ gì đây? Sao lại xuất hiện thêm một con tai tầm sâu rồng băng nữa? Đến lúc đã xé xác ngươi rồi, để tế lấy linh hồn của cha ta. Thì ra là con của thứ tai tần đó à. Ngươi cũng là một con tai tần sâu rồng à. Gia đình của ngươi thật đặc biệt nhỉ. Nhưng tất cả chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Ta sẽ giết ngươi luôn, đưa ngươi xuống gặp cha của ngươi. Chết đi. Tôi cố gắng cắn xé rất nhiều, nhưng mà dường như lớp da của con ác quỷ bạch tuộc này vô cùng cứng chắc. Những cái xúc tu của nó thậm chí giống như là những cái mũi khoan vậy, khoan liên tục vào cơ thể tôi, khiến tôi vô cùng đau nhức. Chết tiệt. Hả? Đúng rồi, tôi quên mất, cha của tôi đã chỉ ra điểm yếu nhược điểm của nó ở phía trái tim sau lưng của nó. Mày chạy đâu ra sau lưng tao mày? Mày làm tao đau quá. Thì ra chính xác đây chính là điểm yếu của mày. Đến lúc thứ độc ác của mày phải kết thúc tại đây rồi. Tao sẽ cứu lấy khu rừng này. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không phụ lòng cha của mình. Đến lúc tôi quay về nhà và kể tất cả cho mẹ tôi biết, tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ buồn, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ tự hào và tin tưởng ở tôi.